Thưa quý vị, với sức trẻ và sự nhiệt huyết, đoàn viên thanh niên ở các cấp cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xung kích, tình nguyện trong các phong trào hoạt động, đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Bình Thuận. Đoàn viên thanh niên đã cùng đồng hành tham gia chống dịch, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, ghi nhận của truyền hình Bình Thuận. Giữa tháng 7 năm nay, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại thị xã La Di. Các lực lượng y tế, công an, quân sự được lệnh chi viện hỗ trợ La Di chống dịch. Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã tình nguyện lên đường, dù biết phía trước vất vả và cả sự nguy hiểm. Một sinh viên của trường Y thì khi có sự điều động của tỉnh thì tinh thần và lòng nhiệt huyết yêu tổ quốc thì em đăng ký tham gia chống dịch. Thì trong bối cảnh dịch bệnh COVID hiện nay thì em muốn chung tay để góp sức một phần chống dịch bệnh COVID của tỉnh nhà mình. Tuy là kinh nghiệm của em chưa có dày dặn nhưng mà em tin với vốn kiến thức mà thầy cô đã dạy cho em thì em sẽ giúp được cho cuộc chiến chống dịch. Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, hàng ngàn đoàn viên thanh niên đã xung kích tham gia làm nhiệm vụ ở nơi tuyến đầu chống dịch như trực chốt, kiểm soát, hỗ trợ công tác lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm vaccine. Lực lượng này cũng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng xã hội. Những chương trình như chuyến xe tuổi trẻ, san sẻ yêu thương, nghĩa tình Đông Nam Bộ, nghìn cuốn sách triệu ước mơ, hỗ trợ tiêu thụ nông sản do đoàn viên thanh niên đảm trách. Ý nghĩa nhân văn của những hoạt động này đã thực sự chạm đến trái tim của người dân và học sinh gặp khó khăn bởi ảnh hưởng dịch bệnh. Đây là công việc nó hơi vất vả nhưng mà bù lại là em cảm thấy vui vì đã giúp được mọi người nông dân. Thông qua những cái chương trình tình nguyện như thế này là mình cảm thấy góp phần công sức vào mình hỗ trợ cho các lực lượng như công an, dân quân và lực lượng y tế nói chung là lực lượng tuyến đầu của mình là để là góp phần chống lại dịch của COVID. Lực lượng đoàn viên thanh niên thì hiện nay là đang thể hiện hết cái vai trò trách nhiệm với tinh thần là xung kích tình nguyện của các bạn. Thì các bạn tham gia trên tất cả các mặt trận. Hiện nay thì hình ảnh màu áo xanh của đoàn đang hiện diện và là in dấu ấn trong lòng của người dân. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng vẫn phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích, đồng hành tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội của địa phương.